Hello tất cả quý anh chị em và cô chú bác rất là thân mến. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần nha anh chị em nha. Thì cũng chúc cho quý anh chị em một cái ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui cũng như là sức khỏe trong cái ngày mới. Đó, thì hôm nay là em trai sẽ tiếp tục lên cho quý anh chị em xem. Đâu đó nó tổng cộng 20 con chòe lửa mép vàng nữa nha mọi người nha. Thì như cái thông tin bữa giờ em cũng thông báo với anh chị em là thợ mà đi đánh than á, thì người ta có thông báo là người ta nghỉ 4-5 ngày gì đó. Cho nên là nguyên một cái tuần này gọi là coi như là không có than nha. Đó, đa số là chỉ có chòe lửa thôi. Đó, thì từ trên cùng phía bên tay trái là chuồng số 1 đến dưới cuối cùng là chuồng số 20. Đó, chòe lửa hôm nay thì phải nói là đa số luôn rất là đẹp, rất là siêng tạch và đa số là đuôi tôm nha, đuôi tôm rất là đẹp luôn nha. Đó, mà giá rất là yêu thương. Thì hôm nay em cũng thông báo cho anh chị em mình đây nè, để em quay cái con đuôi tôm mà đuôi ngắn à. Đó, anh chị em thấy cái con bên cái góc trái của màn hình không? Đó, 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 nó đứng nó tặc, đó, đứng nó cà giật, cà giật, cà giật. Đó, số 17 nha anh chị em nha. Đó, đuôi tôm rất là đẹp luôn nha. Đó, thì hiện tại thì em đang quay cho anh chị em xem những cái con này, tướng tá đuôi nè. Đó, ví dụ con 15 nè, anh chị em thấy không? Đuôi khá dài và đuôi tôm không à. Đó, lửa hôm nay rất là đẹp nha anh chị em nha. Rồi, thì trước khi mà review thật là tỉ mỉ và kỹ càng á, thì em cũng xin hứa với anh chị em á, là thông báo á, là cái giá chim của ngày hôm nay, ví dụ như là anh chị em mua một con nha, đó anh chị em nào mua một con á, thì giá là 220k một con nha. Anh chị em nào mà mua một cặp thì giá là 400k một cặp. Anh chị em nào mua ba con á, thì giá là 540k ba con. Đó, anh chị em nào mà mua 5 con đi thì giá rất là yêu thương ha. Mua 5 con em tính giá là coi như là chỉ có 5 5 170 nha anh chị em nha. 170 hoặc là để em xem coi. 170 170 là 5 con mà giá chỉ có 800 rưỡi thôi nha. Đó, anh em nào mua 10 con nha, giá là 160k. Đó, anh chị em nào mua 20 con này luôn, giá 150k. Đó, cứ càng nhiều thì nó càng rẻ nha anh chị em. Đó, cái gì cũng vậy hết. Đó. Còn hiện tại thì anh chị em để ý nè, con 20 nè, đuôi nó còn 20 bên cái góc tay phải của em nè. Đó, đuôi nó coi như là gần 18 nha. Đó, thì những cái hàng này nè, đa số là anh chị em về nuôi mùa sau, nếu như anh chị em nuôi tốt là đuôi sẽ rất là dài nha, đa số luôn. Đó, chim mép mùa này nha, có những con mà mép vàng khè luôn đó, mà đuôi nó cũng khá là dài đó. Nếu như anh chị em nào mà nuôi tốt nha, chăm tốt nha, mồi tươi đều tay nha, đó mùa sau bảo đảm cho anh chị em đó, những cái con này là toàn bộ là đuôi dài không à. Đó, anh chị em để ý nè, mép vàng mà đuôi toàn là 15, 16, 17 và có con gần 18 luôn nha. Đó, cho nên là anh chị em nhớ nè, lưu ý nè, chăm tốt nha, mồi tươi đều tay nha, chăm tốt nha, đó mùa sau nó sẽ rất là dài ha. Còn bây giờ là sẽ vô chi tiết nè, từng em một nha. Đây, trước tiên là anh chị em có thể về nuôi sô sô con số 1. Anh chị em đợi em xíu nha, đây con số 1 nè. Để em thu nhỏ lại do là hồi nãy em ngồi phía xa xa thì em zoom lớn lên cho anh chị em mình xem được tướng tá rồi này nọ ha. Còn hiện tại là bây giờ em đang quay thật là kỹ và chi tiết cho anh chị em nè. Con này là con số 1, anh chị em có thể về nuôi sô sô nha. Do là biết sao em thấy cái bụng của nó trắng trắng nè, nó có những cái lông mà trắng trắng á. Đó, nhưng mà không phải chim bông nha. Đó, chim mép mùa này nha anh chị em ạ. À. Đó anh chị em để ý không? Bên hông bụng nha. Thường nó có mấy cái đó 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 đó, đó, đó ngay cái giò của nó. Đó. Chính vì vậy mà em kêu với mấy anh á là nuôi sô sô nha. Đó. Hai giá cả nãy giờ thì em đã thông báo với mọi người rồi nha. Đó, còn bây giờ là em sẽ quay chi tiết cho mọi người nha. Đó, và anh chị em là lưu ý nha, đây là con số 2 nha. Anh chị em lưu ý nha, nếu như anh chị em nào mà ở tỉnh á, đó mua giúp em trai hai đứa nha. Đó, còn nếu như anh chị em nào ở tỉnh mà mua một đứa thì phụ phí xe ôm ra nhà xe giúp em nha, chứ em không bao ship nha. Đó, bữa nay là hàng giá nó cũng rẻ lắm đó, cho nên là không thể nào mà phụ tiền xe ôm ra nhà xe cho mấy anh được đó, cho nên là mấy anh ở tỉnh á, nhớ nhớ nha, cứ hai bé trở lên em mới gửi ra nhà xe nha. Rồi, con này là cái con số 2 nha, đuôi cũng khá dài và con này là cái con thứ ba.
Đây con thứ ba nè, đó tướng rất là mini, đuôi tôm nhẹ xiên tạch nha, đó háu đói nè. Đó những cái con mà nó ăn nhiều là anh chị em về chăm nó sẽ rất là mau lên nha. Những cái con nào mà nó chịu ăn, nó ăn nhiều ai cũng vậy hết, đó là chăm nó rất là mau lên, giống như là mấy đứa nít đó. Đó đứa nào mà nó ăn nhiều á là trời ơi, chăm mấy đứa đó nó đã lắm đó, giống như em vậy, kén ăn bà cố luôn, cho nên là chăm khó lắm. Thường là những cái đứa nào mà nó chịu ăn, nó dễ ăn là nuôi nó kiểu gì nó cũng mập đó, còn những đứa nào mà nó kén ăn là khó nuôi lắm đó. Chim nó cũng vậy anh chị em à, con nào mà nó ăn nhiều là anh chị em nuôi nó mau chơi à. Rồi con này con số 4 nha, đuôi khá dài nha. Đó thì tất cả những cái dòng chim này nè, thì sáng nay em ra lồng á thì em đã kiểm tra hết rồi nha, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ nha, không lỗi nha, và có một số con nó cũng hot rồi nha anh chị em nha. Đây con số 5, con này con số 5 nha. Đây nó mới ở thùng ra cho nên nó hơi dơ dơ tí xíu nha anh chị em nha, về tắm rửa cái là bao đẹp luôn nha. Đây con số 5 nha. Đó rồi con số 6 là mép vàng, con này thì khả năng, con này nha, theo em đoán nha, khả năng thôi anh chị em về chùm lồng 2 tới 3 ngày là nó hot liền nè. Con này con số 6 nè, đây tại vì nãy giờ nó cứ kênh em hoài à, cái con này nè, nãy giờ nó cứ kênh em không à, em có làm tội lỗi gì đâu mà nó cứ kênh em không à. Đó đứng nó kênh cái nó tặc, nó kênh cái nó tặc coi cái tướng à, má ơi bố láo bố đời không đó, ở trên mạng người ta hay kêu bố đời coi cái tướng nè, má bố láo đó, đứng nó kênh liếc em hoài. Đây đó anh chị em thấy không, tướng rất là đẹp luôn nha, con số 6 nha anh chị em nha. Đó bố đời bố láo luôn. Rồi con này là cái con số 7 nè, đó hàng bữa nay là coi như toàn bộ đuôi tôm 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 đẹp lắm nha. Đó tôm nè, thấy không, tôm nhẹ rồi ha, đẹp ha. Rồi con số 7 nè, con này con số 8, đuôi nó cũng khá khá dài nè. Đây anh chị em nè, con số 8 nè, đấy lại đứng liếc nữa, biết sao nó đang ăn cái mình kê điện thoại vô cái nó liếc mình ha, giống như mấy con chó anh chị em thấy, mấy con chó mà khi mà nó đang ăn á, ổng mình lại gần là nó gừ liền nè. Đó con chim này cũng vậy nè, ma bồ nhau. À, mép vàng nha anh chị em nha, con này con số 8 nha, đó mép vàng nè. Rồi qua nhanh số 9, đây số 9 nha, đó đuôi cũng khá dài, tướng cánh sẻ ha, đó tôm nhẹ ha, số 9 đấy. Em trai nhắc lại nha, những cái dòng này nè, em trai bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em nha, không lỗi nha, đó hàng lỗi là đã lựa ra và thanh lý rồi đó, còn những cái hàng này nè không có lỗi nha, mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ nha. Đó con này con số 10 nha, đó bữa nay về chè lựa phải nói là tướng tá dáng các kiểu, con nào nó cũng rất là đẹp nha. Đó coi u trời, đứng nó đập đập đã chưa, còn con số 10 nha, số 10 nha anh chị em nha. Rồi tiếp theo số 11 nè. Đây, số 11 nha. Đó nó tạch kìa. À, có mấy ông bạn xã hội mà chơi chung đó, mấy ông vô mà mua chim sống đồ cứ nghe mấy con này nó tạch tạch tạch, ông kêu ma sao con này chửi thề hoài. Đó là nó tạch tạch đó anh chị em. Rồi con này cái con số 11 nha. Đó con này chửi thề nhiều nè. Đây. Đấy, nó chửi thề nhiều là nó nuôi rất là máu hót nha. Con này con số 11 nha. Rồi qua số 12. Đây số 12 nè. Đây 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 số 12 nha. Đó chửi thề nhiều nha. Đó cánh vàng khè luôn nha. Con này cánh vàng khè luôn nha anh chị em nha. Đây số 12 nha. Ồ trần nè. Đó đấy đấy, nó chửi ghê. Đấy nó đang chửi anh nào đấy. Rồi tiếp theo à, giống như hồi xưa lúc mà còn nhỏ mà ở nhà nào mà có con gái á, mà khi mà nó ra ngoài đường chơi á, thường mấy cái bà già mà hồi xưa á, bà hay dặn đó, đó khi mà còn còn bây giờ thì thôi, bây giờ em thua rồi anh chị em à, đó bây giờ học sinh mới lớp 6, lớp 7 à, đó sau cái buổi tan trường cái là ra ngoài coi như là nào là thuốc lá điện tử, nào là nắm tay ôm xà nẹo đó, nó không có giống như hồi xưa em đó. Hồi xưa lúc mà con này con số 13 nha, đó vừa quay vừa nhiều chuyện cuối tuần nha anh chị em nha, đó thông cảm. Rồi đó để em tiếp tục cái câu chuyện là hồi xưa nha, đó hồi cỡ mà lúc em học lớp lớp 5, lớp 6, lớp 7 vậy, lớp 6, lớp 7 á, đó là lúc đó là bắt đầu là coi như là có bồ đó, có nghĩa là hồi xưa nghĩ cái cách nghĩ của mình có bồ là có nghĩa là kiểu như mình thích cái con nhỏ đó thì
mình thích nó thì mình cứ nghĩ nó là bồ của mình thôi, chứ không có như bây giờ mọi người đó. Bây giờ thì thường là nó không có bồ đó, ra ngoài trường khá là ôm xà nẻo. Anh chị em cứ để ý đi ra mấy cái trường học cỡ cấp 2 nha, lớp 6, lớp 7 thôi, để xem em nói có đúng không. Mới lớp 6, lớp 7 là xà nẻo nó không như hồi xưa đó. Hồi xưa em cứ nghĩ hồi xưa là coi như là mình thích cái con nhỏ nào là mình kêu nó là cái con, nó là con bồ mình đó. Nó đại khái nó là như vậy đi ha. Thì đó, mấy cái người mà người ta lớn tuổi á, người ta dặn con, người ta có con gái, người ta dặn á, là khi mà mày mày đi chơi với thằng nào á mà nó nắm tay á là kêu đừng nắm đó, đừng nắm. Ví dụ như con số 14 nè, đừng bắt đó đó. Qua này số 15 nè đó, xong rồi á bà dặn tiếp, bà kêu nếu mà nó đưa mày vô bụi rậm á là mày kêu thả ra đó. Mà hồi hồi đó em có ông anh á, ổng đi chơi với lại cái con nhỏ đó này, ổng đang kể vậy em cho nên em kể lại chứ em có biết mẹ gì đâu mà em kể đó. Con này số 15 nha đó. Thì ổng nói là cái con nhỏ đó đó, mẹ nó dặn nó như vậy đó đó, cho nên là khi mà ổng dắt cái con nhỏ vô bụi cái là coi như là ổng vừa nắm mà ổng vừa ôm luôn. Cái con nhỏ đó nó nhớ lời mẹ của nó, cái nó mới la lên đừng nắm thả ra đó, có nghĩa là nó nói ổng là đừng có thả ra đó. Thế là ổng cứ thế mà ổng ôm ổng siết, trời ơi giống như con số 16 nè, đừng nắm thả ra đó. Giống như ông nào mà đến mua con số 16 này, các em lại em ngồi em khều em để cho nó nhảy nè đó, để cho nó hót chơi đó. Con nè, con số 16 rồi, tiếp theo đó. Câu chuyện thì nó hơi nhàm chán tí xíu, anh chị em thông cảm nha. Thì hồi nãy con số 17 này em nói là đuôi tôm rất là đẹp nè, đây đây con số 17 nha, đó đuôi tôm rất đẹp ha. Rồi qua này con số 18 nè, rồi con số 18 nè, đây đuôi cũng khá khá dài nha đó. Thì sáng nay nói chung là hơi nhẹm tí xíu, anh chị em thông cảm, con này đuôi nó cũng khá dài nha, đứng trên cầu mà đục đuôi xuống dưới đất này luôn nè. Ấy à, đục đuôi xuống cái bố lòng nè đó, cái miếng lót lòng á đó, anh chị em thấy không, nói là có sắc mắt có trứng nha đó. Thì cái khả năng của nó là cũng tương đối dài nha. Con này con số 18 nè anh chị em nè, đây đấy. Rồi tiếp theo con số 19 nè anh chị em nè. Do là biết sao bữa nay không có chim gì độc lạ, toàn bộ là coi như lửa không à đó, cho nên là quay cái clip để nói nhảm nhảm cho có cái câu chuyện thu hút cái người xem và người nghe đó, anh chị em thông cảm nha đó. Nếu như anh chị em nào mà nhỏ nhỏ còn nhỏ nhỏ mà không thích nghe em nói chuyện thì có thể giảm cái volume xuống nha đó. Còn nếu như cô chú bác nào mà thích đó, thì nhớ tặng cho em một like nha đó. Đây con số 19 nè, tặng cho em like nhiều nhiều để em mà em có xiền ở trên YouTube á, thì mai mốt em sẽ làm những cái chương trình khuyến mãi ha, ví dụ như là tặng chim đồ, tặng chim tặng cò rồi dự đoán xổ số rồi ha đó, tặng chim tặng lồng rồi đó đó. Cho nên là anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh cho em trai nè. Cái thứ hai nữa là chưa tặng cho em một like thì nhớ tặng cho em một like để em có cái động lực để em làm coi như là em tạo cái điều kiện coi như là tặng chim miễn phí cho anh chị em nha. Rồi chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em ở trong một cái video tiếp theo nha. Chúc mọi người ngày mới, tuần mới thật là nhiều. Ai xin lỗi mọi người, cuối tuần thật nhiều niềm vui trong cái ngày cuối tuần. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại.